chào các bạn, đây là những ảnh được truyền về từ sao rồng Hoàng Thạch ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Chúng ta chuẩn bị theo dõi trận giao hữu giữa hai đội U20 Việt Nam và U22 của Trung Quốc. Việt Nam ngày hôm nay ra sân với trang phục màu trắng, còn Trung Quốc mặc áo màu đỏ vàng. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài của Trung Quốc, trọng tài chính là ông Ngải Khôn. Huấn luyện viên trưởng của U22 Trung Quốc lúc này là Vũ Diễn Ninh, người từng có giao gắn bó với Park Hang-seo ở đội tuyển Hàn Quốc. Lúc này sát cánh với ông Hiddink là một số trợ lý đồng hương của ông người Hà Lan. Cái bắt tay đầy nghĩa giữa những người quen, Vũ Diễn Ninh và Park Hang-seo. Ngày hôm qua hai ông đã có gặp nhau. Và như vậy là trọng tài Ngải Khôn đã nổi gương hai cuộc. Việt Hưng. Giai đoạn mà Man City mới trở lại với Premier League. Đường truyền của Lỗ Thanh Thịnh. Trọng tài lại bị đau. Bác sĩ Choi cùng với bác sĩ Tuấn là những người luôn vào sân để chăm sóc cho cao thủ. Chúng ta xem lại pha va chạm giữa Trọng Đại và Tào Vĩnh Canh. Cùng về của U22 Việt Nam thì Tấn Sinh thi đấu bên phải, Bùi Tiến Dũng ở giữa, bên trái là Đức Chiến. Dứt điểm. Wow! 1-0 cho U22 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam đã phát huy được sự thanh thoát trong những pha phối hợp. Không phải lúc nào cũng đẩy tốc độ lên, tuy nhiên chơi gắn bó rất có nét. Một pha dứt điểm gọn gàng sau tình huống tấn công vào cánh trái của đội bạn, hoàn toàn không việt vị. Pha thoát đi rất nhanh nhẹn. Một pha lên biên của cầu thủ đá cánh phải Hồ Tấn Tài. Pha xử lý của Trọng Hùng. Sút bóng. Cú đá của Thái Quý. Cầu thủ mới vào sân thay cho Trọng Đại ở Everton và Tôn Kế Hải ở Man City. Pha tấn công rất nguy hiểm đâm thẳng vòng cấm của đội Việt Nam. Tình huống theo người không tốt. Bùi Tiến Dũng đã có một pha theo người không được kín kẽ. Rất có thể là Lưu Nhã Phiến không thể thi đấu tiếp. Cuối cùng thì đã kịp phá bóng. Đó là Đức Chiến. Đường chuyền vào của Trương Lam Phong. Việt Hưng. Rất hay. Hồ Tấn Tài. Không thể dứt điểm. Pha treo bóng. Tiến Linh bị đau. Pha va chạm đã khiến cho Tiến Linh bị đau. Pha treo bóng của Trần Văn Bân. Văn Toản đã xử lý chính xác. Sút bóng. Không vào. Bóng đi chạy cầu môn. Pha dứt điểm của Ngô Hồng Phước, cầu thủ của An Giang.
huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tạo ra một lực lượng dày có sự kế thừa, thay thế ngay khi cần thiết. Hết sức nguy hiểm, đường truyền vào của Trần Bân Bân. Văn Toàn vừa rồi đã mất phương hướng, người đã dứt điểm là Hoàng Sấm. Rất tốt, một cú ra chân trái rất nhanh, không cần nhiều đà. Áp sát cầu môn, tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Vâng, chúng tôi vừa nhắc là Tiến Linh vẫn có mặt trên sân và chưa kịp nói là anh đã chơi, có thể nói không xuất hiện được nhiều từ hiệp 2, thì anh đã lại có mặt và ghi bàn. Lại là một pha lên biên của Hồ Tấn Tài. Tiến Linh đã ghi được hai bàn thắng đều do những pha dâng cao kiến tạo của Hồ Tấn Tài. Hai cầu thủ Bình Dương rất hiểu nhau. Hôm qua huấn luyện viên Hàn Quốc đã gặp lại Vũ Thế Đình trên sân tập và rất xúc động. Cú đá nguy hiểm, liên tục những pha dứt điểm không của U22 Việt Nam. Sút bóng, cú đá hết sức nguy hiểm. Cầu thủ đá cánh trái của U22 Trung Quốc. Cú đá chìm. Không vào. Đó là những tình huống mà chúng ta đã biết trước. Cú đá không thật sự nguy hiểm. Pha phản công, có cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Pha xử lý của Ngô Hồng Phước. Chắc chắn đây là một chiến thắng của ông Park Hang-seo trước ông Hít Đinh, người bóng coi là thầy và đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất đẹp. Trọng tài Ngải Khôn đã nổi tiếng qua bán cuộc. Chúng ta đã có thêm một tin vui. U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trên đất Trung Quốc. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh. Và thêm một lần chúng ta thấy sự khiêm tốn của Park Hang-seo khi gặp lại ông Hít Đinh. Buổi thu thuật của chúng tôi xin kết thúc.